chương một đáng yêu tiểu la lị bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ca ngươi tỉnh tần phong bị lắc tỉnh mơ hồ mà nhìn trước mắt tiểu la lị hắn sửng sốt một hồi mới thấp giọng nói sợ sở, ngươi đều đã chết đã nhiều năm như vậy mới nhớ tới báo mộng cho ta tần phong vô ý thức bắt lấy tiểu la lị cánh tay trong nháy mắt ngay dại cái này tiểu la lị cánh tay nóng một chút thịt thịt, rõ ràng cũng là một người sống. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn trước mắt tiểu la lị. Cái này tiểu la lị có một đôi viên viên mắt to, mày liễu, da trắng, sống mũi cao. Hiển nhiên một cái mỹ nhân bại hoại. Đây là mùi mùi của hắn sở sở. Có thể sở sở tại ba năm trước đây liền qua đời, hiện tại, tại sao lại đột nhiên sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt mình. Phi phi phi. Ca ca, Ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Cái gì gọi là ta báo mộng cho ngươi? Bảo ngươi không nên thức đêm nhìn phim ma, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Sở sở bất mãn nhất lên cái miệng nhỏ nhắn. Tần Phong chỉ cảm thấy trong đầu rối loạn. Hắn nhìn bốn phía, đập vào mắt là một gian 20 bình phương phòng nhỏ, ánh sáng u ám, không có quen thuộc máy tính, cũng không có quen thuộc họa ảnh logo quảng cáo. Bên trái treo trên vách tường một cái đồng hồ điện tử chung phía dưới lịch ngày biểu hiện. Công nguyên 2016 năm, ngày mùng 7 tháng 8. 2016 năm. Năm nay không phải 2019 năm sau. Tận phong mở to hai mắt. Chẳng lẽ hắn xuyên việt đến ba năm trước đây rồi? Cũng chính là sở sở xảy ra tai nạn xe cộ trước ngày thứ ba. Có thể căn phòng này vì cái gì như thế lạ lẫm. Trong đầu hắn tê rần, tuôn ra đại lượng trí nhớ. Nguyên Lai ta xuyên việt đến bình hành thế giới. Tần Phong kinh ngạc. Cái này bình hành thế giới tràn ngập một loại gọi nguyên tố chi lực kỳ lạ năng lượng. Đồng thời, hung thú, yêu thú hoành hành, thậm chí có tinh không cự thú ẩn hiện. Những cái kia tinh không cự thú có thể phi thiên động địa, dời núi lấp biển, trong nháy mắt ở giữa khả tạo ra đạn hạt nhân lực phá hoại. Nhân loại vũ khí nóng tại hung thú, yêu thú trước mặt không được nhiều đại tác dụng tại tinh không cự thú trước mặt càng là thùng rỗng kêu to. Bởi vậy, vì sinh tồn, nhân loại chủ động thu nhỏ hoạt động khu vực, dựng lên ngàn vạn cái căn cứ thành thị, kéo tường cao lưới điện, chống cự hung thú, yêu thú công kích. Rất nhiều người rời đi lúc đầu nơi ở, nhào nhào chen đến nhân khẩu đông đúc khu vực trong thành thị. Cái này 20 mét vuông phòng nhỏ, cũng là tầng phong cùng sở sở tại vân dương khu vực thành nhà. Ca ca, người biết không? trái lệ a di hôm qua chấp hành tuần tra nhiệm vụ lúc hy sinh nghe nói bị một cái hắc báo hung thú cắn rơi mất hai cái đùi sở sở vành mắt hơi đỏ lên tả lệ không phải liền là hàng xóm a di mà nguyên lai like, trong thế giới này cũng có hắn tần phong trong lòng khó chịu tả lệ là một cái rất hiền lành a di đối hai huynh muội bọn họ một mực rất lợi hại chiếu cố không nghĩ tới hội là như vậy hạ trang ồ không đúng hắn rõ ràng nhớ kỹ tại nguyên lai trên địa cầu tả lệ là bị một cổ hát sắt jaguar xe đụng ngã hai cái đùi yết đoạn người tại chỗ tử vong tử vong thời gian cũng là hôm qua như thế xem xét hai cái này bình hành thế giới phát sinh sự tình sao mà tương tự tử vong đều tại cùng một ngày một cái là bị hắc báo hung thú cắn chết một cái là bị hắc sắt jaguar xe đụng chết sự kiện trong đều gãy mất hai cái đùi Càng đáng sợ chính là, lúc đầu trên địa cầu, tả lệ xảy ra chuyện về sau, sở sở cũng tại ba ngày sau xảy ra tai nạn xe cộ. Chẳng lẽ cái thế giới này sở sở, cũng sẽ ở ba ngày sau gặp nạn? Tần Phong trong lòng không hiểu tê rần. Sở sở cùng hắn cùng một chỗ ở cô nhi viện lớn lên, cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau. Tuy nhiên không phải anh em ruột, lại tình như thủ túc. Hắn đã đã mất đi sở sở một lần, xuyên việc đến cái thế giới này, hắn không thể lại mất đi sợ sở. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn ngăn cản bi kịch phát sinh. Phanh. Âm. Âm. Bên ngoài gian phòng vang lên tiếng đập cửa. Sợ sở nhanh chóng xoa nhẹ hạ con mắt, liền chạy tới mở cửa. Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra. Đứng ở cửa một tên khí chất sắc bén trung niên nam tử, ăn mặc hát sắc chế phục, trong ngực ông một cái hộp gỗ hắn cũng là quản lý mảnh này lưu dân khu vực vệ đội đội trưởng trần minh tại lưu dân trong mắt trần minh là một nhân vật không tầm thường rất lợi hại có quyền thế từ địa cầu xuất hiện hung thú yêu thú tin không cự thú về sau nhân loại vũ khí nóng uy hiếp càng ngày càng yếu làm cho nhân loại lâm vào diệt tuyệt nguy cơ ngay tại nguy cấp này thời kỳ nhân loại tại tam giác quỷ bét muda một chỗ trong di tích tìm tới trở thành nguyên tố sư tu luyện chi pháp nguyên tố sư có thể khống chế phong hỏa lôi điện, phi thiên độn địa, phiên gian đảo hải, giống như tiên nhân, có thể cùng hung thú yêu thú chống lại, thậm chí có thể đối kháng tinh không cự thú. Từ đó, nhân loại thế giới nhất lên tu luyện triều dân, biến thành một cái duyên nguyên tố sư chí thượng, lấy thực lực bản tôn thế giới. Chỉ cần có thực lực, ngươi liền có thể sở hữu số chi tài phú vô tận. Chỉ cần có thực lực, ngươi liền có thể có vô số mỹ nữ ưu ái chỉ cần có thực lực, ngươi liền có thể sở hữu che khuynh thiên hạ quyền lợi. Nguyên tố sư phân nhất tinh đến cửu tinh, nhất tinh kém cỏi nhất, cửu tinh tối cao. Tại nhất tinh nguyên làm sư trước đó, còn có một cái cường thể cảnh thời kỳ quá độ. Cái này Trần Minh bất quá là chuẩn nguyên tố sư, liền kém nhất nhất tinh nguyên làm sư đều không phải là, lại lên làm quản lý mấy vạn lưu dân tối cao trưởng quan, được người tôn kính. Đây là bởi vì, không phải người nào đều có thiên phú có thể trở thành nguyên tố sư, một ngàn người trong có thể ra một cái có thiên phú cũng không tệ rồi, tuyệt đại nhiều người cả một đời đều không có cách nào trở thành nguyên tố sư. Trần đội trưởng, ngày sau lại tới đây, sợ sợ hỏi. Ta là tới thông tri các ngươi huynh muội ba ngày sau, qua vệ đội đưa tin, chấp hành thường ngày tuần tra nhiệm vụ một tuần. Trần Minh mặc không thay đổi tuyên bố. Tần Phong chấn kinh. Ba ngày sau đó chấp hành nhiệm vụ cái này không vừa vặn đối ứng sở sở tai nạn xe cộ ngay. Lần này sở sở qua chấp hành nhiệm vụ, nhất định rất nguy hiểm. Trần đội trưởng, có thể hay không dàn xếp một chút. Sở sở nhiệm vụ, để cho ta một người để hoàn thành. Một người nhiệm vụ là chấp hành một tuần. Hai người cũng là hai tuần. Ta có thể một người chấp hành hai tuần. Tần Phong cầu tình. Không được, Trần Minh quả quyết cự tuyệt, phàm 13 tuổi tròn trở lên lưu dân, trong một năm nhất định phải chấp hành một tuần trở lên tuần tra nhiệm vụ, bất kỳ người nào không được thay thế, đây là cấp trên quyết định quy củ. Dù sao căn cứ này thành thị cung ứng hữu hạn, không thể nuôi người rảnh rỗi, cũng không thể nuôi người vô dụng. Nếu có người vi phạm, lập tức đuổi ra khu vực. Bị đuổi ra khu vực thành thị, vậy liền nguy hiểm, bên ngoài khắp nơi đều là hung thú, yêu thú, coi như nhất tinh nguyên làm sư đều khó mà còn sống chớ nói chi là người bình thường tần phong khẽ gật đầu không có lại nói tiếp hắn chỉ là thử một lần cũng biết không có khả năng trần minh gặp tần phong không có dây dưa trong lòng tán thưởng một câu người trẻ tuổi trong loạn thế này quy củ là cường giả quyết định người yếu là không có lời nói có trọng lượng kỳ thực cường giả sở tác sở vi cũng không sai không có cường giả thủ hộ cái kia có người yếu tham sống sợ chết nơi hẻo lánh nếu như ngươi thật nghĩ nhượng mùi mùi của ngươi an toàn, liền cho nàng thăng cấp thành thị dân thân phận đi. Thị dân giai cấp, có thể 18 tuổi về sau làm nhiệm vụ. Trần Minh thấm thí nói ra. Tần phong nhãn tình sáng lên. Cái này vân dương khu vực thành là cấp thấp nhất khu vực thành thị, có thể bên trong cư người ở, vẫn như cũ phân ra đẳng cấp. Cấp thấp nhất là lưu dân, quyền hạn kém cỏi nhất. Sau đó cũng là bình dân, thị dân, quyền dân, nguyên tố sư nguyên tố sư bất cứ lúc nào chỗ nào đều là đứng đầu nhất giai cấp cũng là nhân số ít nhất một đám người trần đội trưởng muốn làm thế nào mới có thể để cho mùi mùi ta thăng cấp thành thị dân tần phong hiếu kỳ hỏi rất đơn giản nhìn ngươi đối vân dương thành làm ra cống hiến cái này cống hiến có thể là liệt sát hung thú cũng có thể là đuổi bắt đào phạm cũng có thể là cống hiến dược tài thậm chí là cống hiến tiền tài. Cụ thể, người có thể đi thị chính quảng trường, nhiệm vụ tuyên bố khu nhìn xem. Mau lệ nhất phương pháp, cũng là hướng chính phủ quyên tặng 10 triệu thông tệ, cái kia có thể đổi lấy 1.000 tích phân. Cái này 1.000 tích phân có thể đem lưu dân thăng cấp đến thị dân. Nghe nói như thế, Tần Phong cười khổ. Liền hắn biết, hắn cùng sở 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 hữu tư sản cộng lại, còn không có mấy ngàn nếu không phải hai huynh muội bọn họ thường ngày làm việc vặt, sinh hoạt đều có chút khó khăn, làm sao có thể cầm được ra 10 triệu. Trần đội trưởng lại nói, còn có một cái biện pháp tốt hơn. Chỉ cần ngươi có thể trở thành nhất tinh nguyên làm sư, ngươi có thể chỉ định ba cái gia thuộc người nhà trở thành quyền dân. Quyền dân chung thân không cần chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Nghe nói như thế, Tần Phong trong lòng cảm thán, quả nhiên là lấy nguyên tố sư vi tôn thế giới a nếu như ta có thể trở thành nguyên tố sư liền tốt vậy ta liền có thể bảo hộ tốt sở sở đúng xem như xuyên việt giả ta hệ thống ở đâu đinh kiểm tra đến chủ ký sinh mãnh liệt tâm nguyện thần cấp nguyên tố sư bồi dưỡng hệ thống kích hoạt tần phong hai mắt tỏa ánh sáng hệ thống kích hoạt lên ở cái này ầm ầm sống dậy thế giới thuộc về hắn đặc sắc muốn tới nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả